Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua TMP Royal Dragon. Dạo này chăm một tí anh em khỏi chơi. Ui trời ơi, trời luôn. Phải nổi, cái này yếu ấy nhỉ. Và công nhận nếu đây là Fury Beat thì thực sự một đao thôi các bạn sẽ lên TV ngay. Trời ơi, chơi đặc biệt à? Này thì đặc biệt này. Mình thì mình cứ chơi thường thôi. Bạn nào thích đặc biệt thì ok. Ui trời ơi, sao một bên lại có dũng bay này. Đây bạn ơi, đúng rồi. Lên TV nhìn, đơn giản. Trời ơi, bạn tơ nữa này. Bới hết vào đây. Rồi, còn bật thêm chức năng đặc biệt nữa. Thôi thì mình sẽ tiễn bạn lên TV mình nhìn nha. Ơ kìa. Yếu máu như thế mà một đao không chết. Phải nổi. Có hero, ok fine. Mất giáp rồi. Đủ. Tốc ra này. Toàn những vị khách không mời mà đến. Lao vào đây. Ui trời ơi. Yếu quá. Mình cần một thằng có thể là mạnh hơn. Để cho nó thêm gai cấn. Ui trời ơi. Này. Ui trời ơi. Còn đơn giản thế. Úi rồi ôi, một phát thôi. Thầy làm gì đây? Lên cơn à? What the hell? Trời ơi. Nén hết nỗi đau và tuyệt vọng. Vâng, mình phải sang phòng khác đây. Cái phòng lúc nãy thì zombie nó AFK với lại thoát hết. Khốn nạn thế, được mỗi trận đầu. Ok. Cái gì đây? Trời ơi, vãi cả ngồi ạ. Bạn đang làm gì vậy? Bye bye, lên TV ha. Rồi, bạn tơ đã ra đi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những con zombie non. Đâu hết cả rồi. Còn 4 con nữa mà. Đây rồi, bạn tia chớp. Ấy, bình tĩnh. Sao lại ăn hàng của nhau lộ liễu thế? Ây da, đông y tá thế. Sao dạo này free tá hay sao? Cứ phòng nào cũng lắm y tá ấy nhỉ. Vâng, mình không bị bệnh các bạn ơi. Các bạn đừng có lại đây tiêm chích bất cứ cái thứ gì vào người mình nha. Sợ lắm rồi. Ui dồi ôi, nhấp nháy này. Rồi, nhảy mít rồi. Cái định mệnh còn mất giam nữa chứ. Ui, gì đấy? Trời ơi, rơi xuống một cái thôi. Nguyên một băng nó lao vào nó dã. Ui, cái định mệnh hai phát mới chết ạ. Trời ơi, cây Fury Inferno yếu quá. Nếu mà trên tay là Fury Beat thì nó đã lìa đời rồi. Đáng tiếc. Vâng, trận này cầm Fury Inferno cứ tưởng là nó bá lắm cơ. Hóa ra nó cũng bình thường thôi. Gì đấy? Ui, chặn đầu kìa. Té thôi. Có hero à. Tuyệt vời. Vâng, các bạn bới hết vào đây. Quả này chắc phải biến hero thôi. Lý thông này. Ui dồi ôi, ui, cây định mệnh. Lý thông nhiều vậy. One shot, one kill. Vâng, cái này không phải vào đầu nha, cái này vào người thôi. Không biết vào người thì sẽ gọi bằng gì. Có lại AFK này. Trời ơi, toàn AFK. Và các bạn cũng thấy rồi đấy. Toàn AFK thôi. Nó nấp chỗ đâu đâu ý. Thôi đứng im, không biết nó làm cái trò gì. Sau khi qua trận mới thì nó bắt đầu sống lại. Một cách lạ thường. Thế là vi diệu đó. Ây da, ai mà may mắn dạ. Cầm tơ luôn, hay đó. Đấu hết rồi, hay quá, cao thêm được một bạn rồi. Đồng đồng dùm bài bắn cho nó sướng tay. Mong là sắp tới sẽ cập nhật chế độ 16 người. Bắn cho nó sướng, tầm này ít người quá. Có lại cập nhật thêm cái map trong nhà. Đây rồi. Ui, căng nha.
ăn luôn ý. Vâng, các bạn là nhất rồi. Lại AFK này. Thôi, cho mình sẽ tiến bạn lên. Ok. Rồi. Công việc đơn giản. Việc nhẹ lương cao. Lên TV nhìn. Ui trời ơi. Khổ thân thế. Vâng, bạn tơ thoát rồi. Hay quá. Vâng, bạn ấy quyết tâm. Ở đâu? Không phải. Ui trời ơi, bây giờ thì thoát thật rồi. Vâng. Cái phòng thứ ba nó nát thế này. Đúng mỗi trận đầu thôi. Còn từ trận thứ hai trở đi cảm giác cái phòng nó nát kiểu gì. Ờ, chết luôn à? Cái thằng 3Z nào nó cứu nạn vậy? Thôi ơi, súng mình mệnh hay là có thằng chêm vào cái khẩu gì vậy? Ui trời ơi. Rồi, chắc là có thằng nào chêm vào đấy. Cái súng mình làm sao mệnh như thế rồi. Đây đây, đúng rồi. Đây bạn dùng đo đây. Ơ, cái thằng nào. Trời ơi. Thế cũng KS cho được. Ê, làm gì? Gì cả? Ui dồi ôi, chơi móc lốp kìa. Khốn nạn thế. Lầy thì móc lốp lầy. Phải nồi. Đông thế. Trời ơi. Đấy con lợn này. Nó toàn choảng từ sau lưng thôi. Các bạn phòng này rất thích Lý Thông nha. Không được rồi. Ui dồi ôi, lên hiến mạng rồi. Tầm này khó quá. Mình quên, đã nhé, biến hủy diệt cơ. Biến cương thi thì chả khác gì dâng hiến cho nó. Vâng, nhỡ tay cận chiến bà nó thằng tơ rồi. Chả ai gánh được. Vâng, đợi hết giờ rồi. Bất lực. 6 giây, 5 giây, 3 giây, 1 giây. Trời ơi, bên này này. Trời, đi kiếm người kìa. Khổ thân. Ok. Ở trận này chúng ta sẽ bắn đào hoàng tí. Chạy giống bài. Ở cái phòng này nó hay Lý Thông ghê á. Khó sống với bọn này quá. Ok, trời ơi, cứ tưởng là mình cầm giống bài cơ. Hết hồn. Đông thế nhỉ. Chạy đến đây rồi cơ. Nhanh đấy. Đói, qua đi. Mình không cản đâu. Nấp luôn à. Trời, có hero luôn. Hay nha. Hero nhanh quá. Quán tơ làm gì vậy? Bật giáp, trời ơi. Mình phải quyết tâm hiếp bạn. Vâng. À. Thích trời lại không? Xuống đây. Trời ơi. Bay xuống là bay mất bà nửa HP rồi. Từ từ cưng ơi. Ai cũng sẽ có phần hết cả thôi. Thằng này nó ăn kiểu gì, ăn hết rồi, còn mỗi ba thằng nữa này. Trời ơi, nhìn gì? Lại Lý Thông à? Lý Thông là phải chết nha. Lần sau đừng có Lý Thông nữa nha. Còn thằng nữa. Cào chết. Ờ. Bây giờ sẽ là còn thằng phân thân. Bạn ấy đã hiếp chết hero rồi. Vẫn còn mình đây bạn ơi. Mình yếu lắm. Bạn lại đây, bạn cho mình một liềm xem nào. Bạn ấy đang cầm lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái thứ 3. Ui trời, đơn giản. Ok, và mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay, quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye nha. Mình sẽ kết thúc một cái bằng một cái quả bom. Bye bye.